mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì mới mua hai chiếc máy bay rất là dễ thương. Wow, trực thăng nhỏ mini. Wow, một chiếc màu xanh nước biển, một chiếc màu cam. Wow, nhìn mặt mắc cười không các bạn? Đẹp quá phải không? Rất là dễ thương đó nha. Cánh quạt nè, máy bay nè. Wow, có hai bóng đèn luôn, màu cam đẹp chưa. Wow, rất là dễ thương. Nhỏ quá thôi các bạn. Wow, động cơ rất là mạnh đó nha, rất là dễ thương luôn. Chưa đó, hai chiếc đụng nhau nha, lên ra chứ này không gì chạy lại nha, ghê chưa, đụng luôn. Cô này làm lại nè.